Cargo TV xin chào các bạn. Các bạn thân mến, với ưu thế về diện tích trải dài trên 140 ha, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã không chỉ giữ được nguyên vẹn những công trình của triều đại thời Hậu Lê mà còn lưu giữ được những câu chuyện truyền thuyết mang màu sắc huyền bí của một triều đại phong kiến được coi là hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngày hôm nay Cargo TV mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến khu di tích đặc biệt quốc gia Lam Kinh ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Xin mời các bạn. Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa khoảng 50 km về phía tây, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh là quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công ở thế kỷ thứ 15, và cũng là nơi tụ họp của những anh hùng hào kiệt khắp bốn phương, chung sức, chung lòng đứng lên đấu tranh cứu nước. Sau 10 năm, từ năm 1418 đến năm 1428, kháng chiến Trường Kỳ đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế ở Thăng Long, Hà Nội và lấy liên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ, thịnh trị cho đất nước và kéo dài gần 360 năm. Cũng như các triều đại Lý, Trần, để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, nhà Lê cho xây dựng nhiều điện miếu, lăng tẩm có quy mô to lớn ở đất Lam Sơn, để thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các nhà vua, Thái Hoàng, Thái Hậu, nơi cử hành những nghi lễ, nơi mà khi vua bái yết Sơn Lăng. Lam Sơn được coi là kinh đô thứ hai của nước Đại Việt sau Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Đây là khu di tích mang nhiều ý nghĩa giá trị văn hóa thiêng liêng, không chỉ của nhân dân Thanh Hóa mà của cả dân tộc. Thành Lam Kinh xưa được xây dựng theo địa thế tọa sơn hướng thủy, một tiêu chuẩn vàng trong phong thủy của người Á Đông. Phía bắc của kinh thành dựa vào núi Dầu, phía nam nhìn ra sông Chu, có núi Chúa làm bình phong, phía đông là rừng Phú Lâm, còn có phía tây được bảo vệ bởi núi Hương và núi Hàm Rồng. Trước mắt các bạn, sau khi đi qua cái cầu khoảng 50m đến một cái giếng cổ, trước kia có thả sen, nước giếng trong xanh quanh năm và không bao giờ cạn. Bờ bắc được lát đá lên xuống cung cấp nước cho điện Lam Kinh. Sau khi đi qua giếng nước và muốn vào khu chính điện, chúng ta phải đi qua ngọ môn quan gồm có 3 gian. Gian giữa rộng 4,6m, gian bên rộng khoảng 3,5m. Nền ngọ môn rộng 11m và dài hơn 14m. Có 3 cửa ra vào. Cửa giữa rộng 3,6m, cửa hai bên rộng 2,74m. Và được bố trí hàng cột chính giữa. Đặc điểm của 4 cột giữa là kích thước lớn, đường kính chân cột lên đến 78cm. Sau khi đi qua ngọ môn quan là đến sân rồng, hay còn gọi là sân trầu. Sân trải rộng khắp bề ngang khu chính điện và đến sát thềm hai nhà Tả Vu và Hữu Vu với tổng diện tích là 3.539m², rộng 58m, dài 60m. Sân rồng là lối vào khu chính điện gồm có 3 tòa điện lớn xây trên nền đất rộng cao 1,5m so với sân rồng, bề ngang 38m và chiều sâu 46m. Từ sân rồng đi lên chính điện là một thềm lớn rộng 5m có 9 bậc lên và 3 lối, có chiều rộng không bằng nhau. Lối giữa rộng 1,8m, lối hai bên rộng 1,21m và được trang trí hình rồng tạc tròn, thân uốn khúc.
Lam Kinh vốn là nơi nghĩa quân Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh năm 1418 đến năm 1428. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ, lập lên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long, Đông Kinh, mở ra thời kỳ phát triển mới cho quốc gia Đại Việt. Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Kể từ đó, các kiến trúc điện miếu cũng như các công trình ở đây đã được xây dựng, gắn với hai chức năng chính là điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên, đồng thời cũng là nơi của các quan lại và quân lính thường trực trông coi Lam Kinh. Khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu, nhà Lê và một số quan lại ở trong hoàng tộc. Trong chính điện Lam Kinh, khu di tích quốc gia đặc biệt mới được hoàn thành sau khi nhiều năm phục hồi và tôn tạo. Đáng chú ý, nội thất bên trong chính điện được đầu tư và sơn son thép vàng với giá trị gần 40 tỷ đồng. Khu chính điện Lam Kinh được khởi công, tu bổ và tôn tạo từ năm 2010. Công trình nằm gọn trong diện tích 1.600 m², là một trong những công trình quan trọng bề thế ở khu trung tâm di tích Lam Kinh. Chính điện hình chữ công gồm có tiền điện, quang đức với ý nghĩa là tài cao, đức độ của vua Lê Thái Tổ sẽ muôn đời tỏa sáng. Tiếp đến là trung điện sùng hiếu, tức có nghĩa là tôn sùng đạo hiếu, và hậu điện diên khánh. Ngay phía sau chính điện là 9 tòa thái miếu. Không gian thái miếu được bài trí trang nghiêm, linh thiêng, với dáng hình cánh cung ôm trọn lấy chính điện. Mái điện được lợp bằng ngói mũi truyền thống. Đây là nơi thờ vua, thái hậu triều Hậu Lê, với khung cảnh quanh năm nghi ngút khói hương, nhuộm màu linh thiêng. Như trước mắt các bạn thấy, trước đây khu vực này bao gồm có 9 tòa miếu, tuy nhiên hiện tại chỉ có 5 tòa là đã được phục dựng lại. Các tòa trong miếu khu vực này không chỉ mang giá trị tôn giáo và lịch sử, mà còn là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Chúng được xây dựng với kiến trúc tráng lệ và tinh tế, tạo nên một không gian trang nghiêm và trang trọng. Những tòa miếu đã được khôi phục mang trong mình sự kỳ diệu của nghệ thuật truyền thống và tôn vinh các vị thần linh. Việc khôi phục dựng lại 5 tòa miếu là một nỗ lực đáng kể để bảo vệ, bảo tồn và tái hiện lại vẻ đẹp của khu thái miếu Lam Kinh. Đây là một điểm đến quan trọng để khách tham quan có thể tìm hiểu về tín ngưỡng và văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tôn vinh di sản lịch sử vĩnh cửu của gia đình nhà Lê. Sau khi rời khu thái miếu, chúng ta sẽ đến với Vĩnh Lăng, là mộ phần của Lê Thái Tổ, Lê Lợi. Vĩnh Lăng là nơi an nghỉ của vua Lê Thái Tổ, tọa lạc chỉ cách điện Lam Kinh khoảng 50 m. Tại đây, bố cục và phong cách mai táng đã được thể hiện một cách đơn giản nhưng lại tôn nghiêm và tự nhiên. Vĩnh Lăng là một nơi linh thiêng và yên bình, nơi mà các vị vua và hoàng hậu của gia đình nhà Lê được an nghỉ với sự tôn trọng và nhân danh cao quý.
Phía trước Vĩnh Lăng, chúng ta có hai tượng đá hình quan trầu với bốn cặp tượng đá vật bao gồm có nghê, ngựa, tê giác và hổ. Những tượng đá này tạo lên một khung cảnh ấn tượng và trang trọng, tôn vinh sự uy quyền của Vĩnh Lăng. Ngoài ra, những bia đá tại đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý, được chế tác từ tầm tích nguyên khối. Bia mang trong mình sự vững chãi và độc đáo. Nội dung trên bia đá do danh hào Nguyễn Trãi biên soạn, ghi lại về thông tin và thân thế cũng như thành tựu vĩ đại của vị vua. Đây là một tài liệu quý giá về lịch sử và văn hóa, cho phép chúng ta khám phá cái sự vĩ đại của vua Lê và nhìn nhận sự phát triển của đất nước dưới triều đại nhà Lê. Không chỉ có lăng vua Lê Thái Tổ, mà tại Lam Kinh còn có những lăng của các vị vua đời sau. Như trước mắt các bạn là lăng của vị vua Lê Hiến Tông. Vua Lê Hiến Tông là một vị vua nhân từ và đức độ. Vua Lê Hiến Tông là con trưởng của vua Lê Thánh Tông. Mẹ là Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Huyên, sinh năm 1461, lên ngôi năm 1497, ở ngôi được 7 năm, đến ngày 24 tháng 5 năm 1504 thì băng hà, ông thọ 44 tuổi. Vua kế thừa đại nghiệp, tiếp tục duy trì cường thịnh của quốc gia Đại Việt và được đánh giá là vị vua nhân từ, đức độ. Vua đã thành công trong việc lãnh đạo đất nước, phát huy những thành tựu dưới thời vua Lê Thánh Tông. Vua Lê Hiến Tông yêu văn học, thận trọng hình phạt và luôn gần gũi với quân thần, chăm lo đến giáo dục, nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố sức mạnh của quân đội. Dù thời gian của vua Lê Hiến Tông ở ngôi trị vì trong khoảng 7 năm, nhưng chính nhờ cái đức giáo hóa của vua và tấm lòng thương dân, nhân từ, đức độ đã góp phần tạo nên nền chính trị ổn định, đất nước phát triển, đời sống muôn dân được ấm no. Ngoài những công trình có giá trị về kiến trúc, tại khu di tích Lam Kinh còn lưu giữ nhiều những di vật của lịch sử quý giá như bia Vĩnh Lăng, bia Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao, bia vua Lê Thánh Tông và bia vua Lê Hiến Tông. Khi đến với cố đô Lam Kinh, chúng ta không chỉ được sống trong không gian lịch sử, ngược dòng về quá khứ để tưởng nhớ một thời kỳ hưng thịnh bậc nhất của lịch sử Việt Nam, mà còn được nghe những tích xưa, tận mắt chứng kiến chuyện lạ, như cách gọi của chính những người dân địa phương. Quần thể di tích Lam Kinh là thế giới của những câu chuyện cổ tích được xây nên bởi những linh khí của đất trời. Các bạn thân mến, phía bên cạnh của mộ vua Lê Thái Tổ, như mọi người vẫn thường truyền nhau rằng là đây là cây ổi biết cười. Cây ổi này khi mà chúng ta là chạm vào gãi vào thân cây ổi thì cành lá sẽ rung rinh, giống như kiểu là người ta cù nách chúng ta vậy. Thì cây ổi này cũng biết buồn như thế. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem là cây ổi này có thực sự là biết cười hay không. Thì hiện đây thì Kiên sẽ dùng tay để gãi gãi cây ổi và chúng ta sẽ nhìn những cái cành lá xem là có rung hay không. Và chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn sẽ nhìn thử cái lá này này. Đó. Kiên gãi này. Đây, tay Kiên đây. Đấy, cái cành lá bên này là rung này. Đó. Đó, các bạn có thấy rung không?
Đấy, cái kiên bỏ tay ra thì mọi thứ không còn gì nữa. Đấy, lá cây đứng im. Đây, lá này đứng im này. Và bây giờ kiên gãi thử. Đó. Cây rung. Đây là kiên chạm nhẹ ở trên chỗ vỏ cây thôi, chứ không hề tác động vật lý gì đến thân cây nhé. Đấy, bỏ tay ra này. Đấy, lá cây lại đứng im. Các bạn thân mến, hành trình đến với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cố đô Lam Kinh ở Thanh Hóa của Kakao TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Nếu các bạn yêu mến và ủng hộ kênh thì hãy đăng ký và like, cũng như là để lại những lời bình luận ở dưới dòng comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.